Kính thưa ban giám khảo và toàn thể hội thi thân mến, em xin kính tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Ngân Thương, học sinh lớp 5 chuyên 7 trường tiểu học Tràng Đề Nghĩa, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Sau đây, em xin phép được tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng. Đến với cuộc thi, em đã chọn cho mình một quyển sách tâm đắc nhất, đó chính là Anh hùng lao động Tràng Đề Nghĩa. Lý do em chọn cuốn sách này là vì có tên của một vị anh hùng lao động Tràng Đề Nghĩa. Em mong muốn tất cả mọi người nói chung và các bạn của trường tiểu học Tràng Đề Nghĩa nói riêng sẽ được biết đến và tự hào về người anh hùng dân tộc mà các bạn đang theo học. Sau đây, em xin phép giới thiệu sơ lược về tiểu sử của ông Tràng Đề Nghĩa. Ông có tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cha ông mất năm ông 6 tuổi, ông được nuôi dưỡng bởi mẹ và chị gái. Giữa năm 1933, Phạm Quang Lễ đã đậu hai bằng tú tài, một là bằng tú tài Việt, còn một còn lại là tú tài Tây. Mặc dù rất giỏi, nhưng vì nhà nghèo nên ông đành tạm gác lại quyết định đi làm giúp mẹ, giúp chị và người ý chí vươn lên, chờ thời cơ tới để tiếp tục việc học. Khi làm việc tại các đại sứ quán Mỹ, ông đã may mắn gặp được nhà báo Dư Quang Ngư và giúp ông có được một học bổng du học tại Paris. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và viện nghiên cứu vũ khí. Có lẽ bước ngoặt cuộc đời của ông xuất hiện vào tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Pháp. Ông cùng với kỹ sư Lưu Kim Võ Quý Huân, bác sĩ Trần Hữu Đức thu hồi chủ tịch về nước, tham gia tổ chức chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng Việt Bắc, góp phần đánh thắng hai kẻ thù xâm lược Pháp và Mỹ. Trong nhiều năm liền, ông được giao nhiều chức vụ quan trọng và nhận được nhiều huân chương và giải thưởng cao quý: Anh hùng lao động, huân chương kháng chiến, huân chương Hồ Chí Minh, giải thưởng Hồ Chí Minh. Những năm cuối đời, ông cùng gia đình trở về quê hương miền Nam, sinh sống tại Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, ông đã ra đi trên đất mẹ với những cống hiến to lớn cho đất nước, một nhân cách sống cao đẹp. Giáo sư, viện sĩ Tràng Đề Nghĩa được nhân dân cả nước và đồng nghiệp yêu quý, mến phục. Ông đã để lại cho các thế hệ mai sau sự khâm phục, ngưỡng mộ về tài năng, nghị lực, lý tưởng cống hiến hết mình cho Tổ quốc và dân tộc. Trong cuộc đời của ông đã để lại nhiều câu nói ấn tượng mà em không bao giờ có thể quên được. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông đã ghi vào quyển sổ tay của mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sinh thời, ông từng nói: "Bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự cho Tổ quốc, họ chẳng có gì cả. Vậy, đối với ông, được cống hiến, phụng sự đóng góp cho Tổ quốc, quê hương, dân tộc của mình là lý tưởng mà ông mong muốn trong cuộc đời này." Qua nhân vật anh hùng Tràng Đề Nghĩa, em biết rằng mình phải ra sức học tập nhiều hơn nữa, phải luôn có mục tiêu lý tưởng của bản thân mình, vượt qua thách thức, chông gai để tiến tới thành công. Sẽ giống như anh hùng Tràng Đề Nghĩa cùng Bác Hồ đấu tranh vì Tổ quốc quê hương của mình, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn của công học tập của các em. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Hiện nay, thời đại 4.0 đã dần phủ sóng toàn quốc, smartphone có lẽ là công cụ quen thuộc với bất kỳ ai. Các quán ăn, tụ điểm vui chơi ta bắt gặp ai cũng sẽ dùng smartphone. Điều này đã làm hạn chế và mài mòn đi văn hóa đọc sách đã có từ lâu đời của con người chúng ta. Nhắc là ngôi trường thân yêu nơi em đang học tập, em mong muốn nơi đây sẽ đều là sách để tất cả các bạn nhỏ có thể rời thiết bị điện tử hàng ngày, cùng nhau kết nối với nguồn tri thức vô tận. Là một thành viên của đội thiếu niên tiền phong, em cùng các thầy cô là đoàn viên thanh niên trong trường cùng nhau chung tay xây dựng mô hình thư viện mở của nhà trường. Dù chỉ là sách, nhưng không gian đầy chất thơ màu sắc vui tươi sẽ giúp các bạn có hứng thú hơn nơi đây cùng nhau để đọc sách. Bạn góp một quyển sách thì một bạn trong trường sẽ tiếp cận hơn 1.000 kiến thức khác nhau.
Em mong rằng với tưởng này, tất cả sẽ chung tay xây dựng một văn hóa đọc lâu đời và bền vững. Em xin cảm ơn ban giám khảo và toàn thể hội thi đã lắng nghe. Xin chúc hội thi được thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn.